Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày bao nhiêu nè. Ngày 22 tây tháng 10 năm 2018 nha. Và chị nói trước luôn, trong video ngày hôm nay sẽ có một đơn hàng cực khủng, cực dễ thương luôn, hơn 2 triệu đồng luôn. Các em đón xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào với một cái đơn hàng vừa vừa trước nha. Cũng rất là dễ thương. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bé Lưu Ngọc Thiên Thanh, 222.000, 3 số 2 luôn. Đầu tiên sẽ là một cái nón búp bê, nón kim sa hạt cườm 8.000 đồng, rất là lấp lánh luôn nha. Đây, rất là xinh nè. Tiếp theo thì là giá đỡ 10.000 một cái. Có hai cái cặp táp nha, mỗi cái là 9.000. Laptop 5.000 một cái đây, rất là óng ánh. Wow, và có cả cái tủ lạnh 4 ngăn nè, 15.000 cho búp bê nha. Anh kem tóc thật nha, anh kem tóc thật 50.000 đồng, hết sức là đẹp trai. Tiếp theo sẽ là cái tủ năm học 45.000, váy đơn giản 3.000 đồng một cái nha. Thì đây này có váy rời và áo rời đó, này là áo ống, áo ôm, rất là dễ thương nha, 3.000 một cái bằng vải thun đó mấy em. Và cuối cùng thì là hai cái sổ tay mini nha, mỗi cái là 6.000 đồng, rất là dễ thương luôn nè mấy em. Đây tên tên. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Trang, 2.182.000 là đơn hàng khủng của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin mời các em cùng xem đơn hàng của Quỳnh Trang. Và đây, xin mời các em cùng ngắm sơ qua ha, sơ qua tổng thể của cái đơn hàng khủng của chúng ta ngày hôm nay. Rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn, đúng không? Đó, rất là nhiều luôn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngó lại ha. Đây, đầu tiên thì bạn này có đặt là cái tủ bếp 3 gian luôn nha mấy em. Tới 3 gian lận nè, gian này gian bếp nè, gian này là gian có lavabo đồ nè, rồi gian này là gian tủ lạnh. Đó, rồi cái này thì hai hộp ha, trang sức hạt nè, rồi có marshmallow, có giày, dép phụ kiện, kẹo Milo. Wow, búp bê thì là 4. Một búp bê cô dâu nè ha, hai búp bê mắt đá. Kem, tủ hồng thì tới 2 cái luôn nha. Sau đó thì nè mấy em xem nè, còn có cả một cái bộ nhà tắm nữa. Rồi có em tiên cá luôn. Giường thì 2 cái giường. Quá trời bàn ghế luôn. Ba lô, rồi đồ cho anh Ken, đồ cho búp bê. Và charm nữa nha. Đây, các em xem nè, có rất là nhiều charm luôn. Đó, rất là đẹp ha. Chị quay chỗ này hơi tối cho nên chị quay sơ thôi. Rồi, còn đây là nhẫn nè. Ôi trời ơi, mấy em xem nào. Một hộp nhẫn, hai hộp nhẫn, ba hộp nhẫn, bốn hộp nhẫn luôn. Ơi, quá trời nhẫn luôn. Rồi còn có móc đồ nữa ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem chi tiết lại luôn nha. Xem chi tiết từng món của đơn hàng này luôn. Đầu tiên sẽ là bốn viên Milo nè mấy em. Mỗi viên là 2.000 ha. Đó, rất là thơm ngon luôn. Ba lô nè, thì có ba lô hoa. Đó, ba lô hoa dây kéo dọc. Rồi, trời ơi, ba lô màu trời nè, rất là đẹp luôn nha, 15.000 đồng một cái. Marshmallow vani thì bên chị hết rồi, cho nên là chị lấy cho em là marshmallow dâu. Hy vọng rằng là Quỳnh Trang sẽ thông cảm cho sếp nha. Vị dâu cũng rất là ngon, có hình trái tim dễ thương, mềm như whisky và thơm nữa nha. Cũng là 16.000 đồng một bịch luôn. Giày nè, 5.000 đồng một bịch đó em, rất là dễ thương. Rồi đến là phụ kiện. Đó, phụ kiện thì có 3 bịch phụ kiện các kiểu luôn ha. Có mắt kiến, nón, giày, giỏ sách, rồi nón. Và vòng cổ, vòng tay ha, 5.000 đồng một bịch. Anh kem nè, 30.000 một anh. Trong một cái bộ vest đen rất là lịch lãm nha. Rồi tới búp bê mắt đá là cả hai cùng là tóc tím hết. Mấy em xem nè. Nhưng mà một bên là váy tím, một bên là váy hồng nha, rất là xinh luôn. Đó, 35.000 một bạn. Móc thì 3.000 đồng một bịch. Ở đây là giường hồng. Giường hồng 62.000 đồng một cái. Thì có gối đầu nè, có gối đầu và gối ôm đầy đủ nha. Đó, giường rất là mềm luôn. Có nệm 60.000 đồng một cái. Còn đây thì là tủ hồng. Đó, tủ hồng thì như các em đã biết, giá của nó là 62.000 đồng. Có bàn trang điểm, tủ treo đồ, bên trong có móc và còn có những hộp kéo nhỏ như thế này để chúng ta đựng đồ cho búp bê, rất là tiện lợi. 62.000 đồng một cái, bạn mua 2 cái luôn. Rồi đến đồ cho anh Ken. Đây là bộ đồ đi chơi ha. Đây là bộ đồ đi chơi nhưng cũng khá là lịch sự, quần dài và áo rất là sắc màu ha. Còn đây là bộ đồ dạo phố chính hiệu luôn, quần lửng và áo thun. Bộ đồ cho anh Ken đi làm, sơ mi và quần tây, 30.000 đồng một bộ.
đồ kiểu cho búp bê. Yeah, váy jean và áo hồng là một kiểu đồ rất hot luôn. Tiếp theo thì lại là váy jean và áo cổ lá sen. Đây mấy em xem nè, rất là đẹp nha, 35.000 một bộ. Tiếp theo thì là bộ nhà tắm, bộ nhà vệ sinh, 295.000, tuyệt đẹp luôn nha. Đây các em xem nè, nó sẽ có một cái phòng tắm, phòng kiến nha, một phòng tắm đứng, phòng kiến. Ở bên trong nó có sẽ vòi, có vòi sen rồi nè, có cửa sổ rồi luôn nha. Đó, lavabo rất là hiện đại và đẹp, có cái đồ hút vệ sinh bồn cầu nữa nè. Đặc biệt là có cái điện thoại bàn gắn ở trong cái toilet luôn nha, để rủi nhưng mà cửa nhà tắm mà nó có bị trục trặc gì đó thì mình có thể gọi ra bên ngoài để kêu cứu. Rất là tiện lợi. Một cái lavabo để rửa tay nha, và có cả gương nữa nè mấy em. Đó, gương là mình thấy luôn nha, rất là tuyệt vời. Đặc biệt là cái sàn của nó mấy em thấy không? Giống như gạch bông ốp nền thiệt vậy đó, chứ không phải là bằng giấy dán nha. Rất là tuyệt vời luôn, bộ này là 295.000 đồng. Tiếp theo thì là hai bộ trang sức hạt, mỗi bộ là 41.000. Thì ở đây chị lấy cho em là loại hạt nhựa trong và một cái loại là hạt nhựa như thế này. Đó, rất là đẹp luôn, có đầy đủ hết các cái loại hình ha. Đó, Hello Kitty, sò sao, rồi cá, đồ ha, hoa, đồ luôn, 41.000 nha. Còn ở bên đây thì nè, đó, rất là lấp lánh nè, đủ thứ các hạt hết, mèo ha, rất là lấp lánh luôn, nơ đồ ha. Đây, 41.000 nha. Tên tên, còn đây thì là một bộ bếp 3 ngăn mà chỉ có 295.000 thôi. Rất là rẻ luôn đó mấy em, 3 ngăn luôn nha. Đó, mấy em xem nè, phía trên thì có tủ nha. Ở phía dưới thì là có cái máy hút khói, hút khử mùi đó mấy em. Khi mà mình nấu ăn mà nó bay mùi lên thì ở đây nó sẽ tự động xử lý khói và bụi cho chúng ta luôn. Có bếp nè, rồi cái bộ bếp nhôm, rồi dụng cụ chảo đồ này ha, sáng bóng đi kèm theo luôn. Đó, ở phía dưới đây là một cái lò nướng nha. Đó, chúng ta có thể nướng bánh nè, rồi nướng gà nè, nướng xúc xích, nướng vân vân luôn. Và dưới đây là một cái máy giặt. Đó, các bạn nói với chị đây là cái máy giặt. Rồi ở đây thì sẽ là những cái đồ ăn ha, để kèm theo. Lavabo nè, máy xay cà phê và máy ép sinh tố. Đó, phía trên thì là cái ngăn để mà mình để dụng cụ, giống như là dĩa nè ha, nồi, ly, rồi mấy cái hũ gia vị. Đó, bên đây thì là tủ lạnh nha, có đá luôn nè, đá giống như thật luôn á nha, âm 1 độ C, rất là lạnh. Rồi, bộ này là 295.000, tuyệt vời, giá rẻ. Tên tên tên, còn đây các em xem là một cái cỏ bốn lá nha, là cái cỏ may mắn của chúng ta, nhưng thật ra nó là những cái hộp trái tim. Đó, những hộp trái tim nhẫn, một hộp như vậy thì là 140.000 đồng, có rất là nhiều kiểu nhẫn khác nhau luôn. Và ở đây bạn đặt tới 4 hộp lẫn, thật là ngưỡng mộ luôn. Bạn về bạn mở một cửa hàng trang trí, cửa hàng trang sức chứ nói lộn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, để chị sẽ quay lại và cho các em xem kỹ từng hộp nha. Ê, từng hộp. Đây, ha, là nhẫn vàng và có nè, bông hoa. Nói chung là đầy đủ hết các kiểu luôn. Ở bên đây là loại hộp đỏ nhiều ha. Ở bên đây thì sẽ là những cái kiểu vàng, vàng trơn, đến với những cái hộp đá màu trắng lấp lánh đơn giản. Bên đây thì là cái hộp nhẫn mà có rất là nhiều cái kiểu nhẫn là sắc màu. Đây mấy em xem nè, sắc màu ha, vương miện rồi trái tim rồi, rất là đẹp luôn. Rồi bên đây cũng vậy, là hoa bướm đồ ha, rất là sắc màu luôn. Một hộp như vậy thì là 140.000, còn có cái nắp hộp nữa nha mấy em. Tiếp theo sẽ là ghế nha, ghế cho búp bê 5.000 đồng một cái, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 cái ghế luôn nha. Đây mỗi cái 5.000. Còn bàn thì như các em đã biết là 7.000 đồng một cái, ở đây bạn đặt là 2 cái. Tiếp theo sẽ là búp bê cô dâu xinh đẹp. Đây, khuôn mặt ngây thơ trong sáng mà đi lấy chồng sớm quá nè em. Đó, cái mặt dễ thương chưa nè. Đó, cô dâu này đúng xinh đẹp luôn ha, váy nè. Váy cũng đẹp nữa nè, có nơ nữa nè. Đó, cái lúp nè ha, cái lúp lấp lánh luôn, tóc vàng ha. Cô dâu đúng là đẹp như búp bê luôn á. Đó, 47.000. Wow, wow, wow. Tiếp theo là một nàng tiên cá xinh đẹp 150.000 đồng. Đây, mái tóc như là bông hoa hồng gợn sóng này mấy em thấy không? Váy màu vàng rất là óng ánh luôn nha. Đây, váy màu vàng nè, khuôn mặt nè, quá sức xinh đẹp. Cái đuôi màu xanh lấp lánh luôn nha. Và tiên cá là có thêm kèm theo lược nè, với lại gương.
và có một cái bắt bo để tiên cá bay qua các bơi qua các vùng biển á, là không có bị công an tiên cá giữ lại ha. Có bắt bo là muốn bơi đi đâu thì bơi ha, từ Ấn Độ Dương sang Đại Tây Dương rồi sang cái gì đó Dương ha, muốn bơi biển nào thì bơi, bởi vì tiên cá đã có bắt bo. La la, còn đây thì là hai bộ đồ váy nha. Cái váy này là váy tiểu thư hay là váy cô dâu đồ đều được luôn nha mấy em. 16 nghe một cái váy có kim sa lấp lánh màu trắng nha. Váy tím nè, 16 ngàn một cái. Rồi, và tiếp theo thì bạn này là mua charm nha. Đầu tiên bạn mua là 200 kem que, nhưng mà ở shop là hết charm kem que rồi, cho nên là lấy cho em là một cái kem ốc quế nè, mẫu mới về nè, và một cái ly kem ha, một cái ly kem nè, kem trái tim. Rất là đẹp luôn. Thì mỗi cái là 5 ngàn thay cho cái kem que, hy vọng rằng là em sẽ thích nha. Đó, hết rồi chứ nếu có thì chị đã bỏ vô cho em. Cũng như là bia thì chai bia thì chị hết, chỉ có ly bia thôi. Nhưng mà em muốn là chai bia thì chị lấy cho em là chai soju ha, một cái chai rượu soju. Nó cũng giống như bia vậy đó. Cũng 5 ngàn luôn. Rồi đến là hai cái chai Việt Quất, một chai táo ha. Rồi đến hai chai hương dâu, nhưng mà dâu thì bên chị không có nước dâu, cho nên là chị lấy thêm cho em là một táo và một Việt Quất nữa nha. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trăm. Đó, rất là dễ thương, rất là dễ thương và đẹp luôn đó. Hy vọng rằng em sẽ thích nha. Wow, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng khủng rồi đó mấy em. Hết 11 phút mấy luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào đơn hàng của Nguyễn Ngọc Yến, 275 ngàn. Đầu tiên sẽ là một em búp bê. Đơn hàng này để chị nói lại, tổng cộng là có tới là 6 em búp bê mắt đá lận, 7 em lận nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ xem từ từ từng em một ha. Đây, thứ nhất là em nè, váy hồng. Đó, rất là đẹp luôn, đúng hồng luôn nha. Hồng kim tuyến nè, hồng nhẹ nhẹ nè, hồng đậm đậm nè ha. Và có lớp voan nữa, rất là đẹp luôn. Cái môi cũng hồng hồng, cặp mắt cũng hồng hồng, tóc vàng ha, 35 ngàn. Tiếp theo thì cũng là em gái tóc vàng, nhưng mà là váy xanh có bông hoa nè, rất là dễ thương luôn, đồng giá 35 ngàn. Rồi đến là cặp song sinh tóc màu tím. Đó, cả hai đều rất là xinh đẹp nha. Nhưng mà để phân biệt thì sẽ một em áo hồng hết luôn và một em áo hồng trắng như thế này. Đó, cả hai cùng tóc tím ha, 35 ngàn. Tiếp theo sẽ là búp bê mắt đá tóc vàng hồng highlight nha. Đó, có cái váy màu bạc rất là xinh luôn, cũng là 35 ngàn. Và cuối cùng thì là hai em gái tóc đỏ nha, cặp song sinh tóc đỏ rất là đẹp luôn, cũng đồng giá là 35 ngàn. Mặc áo cherry và áo trang nha, cả hai cùng mặc áo trắng tóc đỏ, rất là nổi bật. Và đây chúng ta cùng ngắm lại 7 em búp bê của bạn Ngọc Yến nha, rất là xinh đẹp luôn. Đó, mỗi em là 35 ngàn ha, hai vàng, hai tím, hai đỏ và một bạn vàng hồng, rất là tuyệt vời. Tiếp theo là bạn Hoàng Sa Hương, đơn hàng 106 ngàn. Đầu tiên sẽ là cái laptop 5 ngàn, bịch móc 3 ngàn, bịch mắt BTS là 25 ngàn đồng, rồi đến là cái nón BTS 40 ngàn đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Vi Thanh Na, một cái tên rất là dễ thương, 143 ngàn. Đầu tiên sẽ là bộ kit làm slam 12 món, 30 ngàn đồng, làm được 4 loại slam khác nhau luôn, cực kỳ đáng yêu luôn, rẻ nữa. Rồi đến là vỉ phụ kiện 80 ngàn đồng. Đây, vỉ phụ kiện 80 ngàn đồng. Có máy chụp hình luôn nè, nha mấy em. Đây ha, đó, tiết kiệm 20 ngàn ha. Nguyễn Khánh Ngọc, đơn hàng 88 ngàn. Có hai laptop này mấy em, mỗi cái 5 ngàn. Sau đó là tủ 5 hộp 45 ngàn một cái. Còn bây giờ là đơn hàng Ngô Thanh Phương, 80 ngàn. Đầu tiên sẽ là một cái lắc tay chuông. Đó, một cái lắc tay chuông hình của một cái giống như là đầu lân đó mấy em. Đầu lân mà người ta múa lân cuối năm á ha, rất là may mắn, 15 ngàn đồng. Một dây chuyền chữ BTS 15 ngàn đồng. Rồi đến là một cái lắc chân 20 ngàn đồng nè. Đó, có hình nè ha, tam giác và hình này, ế hình lộn, hình hình vuông hình vuông và một cái hình giống như là hình elip vậy phải không em, chị tự nhiên lâu quá chị quên rồi, nhưng mà bỏ lên chân nó sẽ rất là đẹp luôn nha, 20 ngàn đồng nè, rất là óng ánh luôn. Và chị Lan ơi, đã đến đơn hàng của chị Lan là 233 ngàn. Hai cái giá đỡ nè, mỗi cái là 10 ngàn đồng. Lắc tay BTS, đây lắc tay có cái chữ nè ha, chữ BTS nè, thấy không, 15 ngàn đồng. Ghế bàn nè, 7 ngàn đồng một cái, có hai cái. Ghế 5 ngàn đồng một cái. Mắt kiến cho búp bê 5 ngàn đồng một bịch. Giày cũng 5 ngàn một bịch.
chén thì là 3.000 đồng một bịch nha. Wow, tiếp theo thì đồ kiểu búp bê cực kỳ xinh đẹp. Đây là bộ đồ yếm nè mấy em nha, 35.000 đồng ha. Rồi đến là quần sọt và áo kiểu. Úi chỗ, cái kiểu này kiểu mới nè, đẹp ơi là đẹp luôn. Bạn nào chưa có thì nhớ bổ sung vào bộ sưu tập nha, 35.000. Và đến là quần trắng và áo vạt xéo màu hồng, rất là sành điệu, cũng 35.000 luôn. Đây, cái tủ lạnh 4 ngăn 15.000. Và một cái giỏ xách bằng vải cực kỳ xinh đẹp. Đây mấy em xem nè, cái ren cũng đẹp nha, rồi cái hoa cũng đẹp nha, được làm bằng cái nền ren rất là mềm mại, sang trọng ha. Ở bên trong thì có lót mút để không có bị thấm đồ vô bên trong cái đồ mà búp bê bỏ trong đây nha. Và nó khá là rộng nè, búp bê có thể đựng được rất là nhiều đồ nè, rất là to nha và đẹp nữa, 8.000 một cái thôi. Vỏ Thiện Phúc ơi đã đến đơn hàng của Thiện Phúc, 117.000. Có vỉ giày 17.000 đồng 12 đôi, ba lô 15.000 đồng hình bầu trời, rất là đẹp luôn ha, 15.000 đồng. Tập sách cho búp bê 12.000 đồng, mochi 15.000 đó, cực kỳ đáng yêu nha. Và bộ đồ học sinh 25.000 đồng cho búp bê đi học, có đồ mới ha. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hoàng Ngân, 235.000. Keo sữa nha, là có 4 hũ nè, mỗi hũ là 15.000 đồng. Tiếp theo là Porac 5.000 đồng một bịch. Tuyết nè mấy em, tuyết nè, 10.000 đồng một bịch ha. Shop Liti là 9.000 đồng. Bộ kit làm slam 30.000 đồng một bịch, làm được 4 loại slam. Hương nho, dứa và dâu 5.000 một chai, màu đỏ, vàng và xanh, nhưng vàng hết rồi, chị lấy cho em màu tím là 2.000 đồng một chai ha. Em thông cảm. Hũ lớn 6.000 hũ. Rồi trời, có hai bạn cham dễ thương quá, đó là bạn hươu cao cổ và bạn kẹo, mỗi bạn là 5.000. Tiếp theo là Hà Thị Thanh Thảo, 180.000 đồng là đơn hàng của Thanh Thảo. Tiếp theo sẽ là, đầu tiên cái lộn là cái cặp táp BTS màu hồng nè, rất là đẹp luôn, 55.000 đồng nha. Hai cái cham đó là một cái cham công chúa tóc đỏ và một cái cham bóng đèn Shoku. Đó, 5.000 đồng một cái. Laptop cũng 5.000 đồng một cái. Nón BTS nữa nè, 4.000 đồng, 40 nha, 40, chị nói lộn, 4.000, 40.000 đồng. Hộp búp BTS, đây, cái thế đứng rất là huyền thoại đúng không mấy em? À, cái này là 35.000. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Văn Tỷ, 349.000. Đầu tiên sẽ là 20 cái hũ trái tim có nắp nha, chúng ta cùng đếm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đủ rồi, mỗi hũ chỉ có 2.000 đồng thôi. Cốm tim 2 bịch, tuyết 2 bịch, mỗi bịch 5.000. Hương sữa và hương chuối loại lớn 10.000 đồng một chai nha. Rồi đến là keo sữa nè mấy em, 15.000 đồng một hũ nha. Rồi keo sữa nhỏ thì là 4.000 đồng một chai. Màu nè, xanh lá nè ha, xanh dương nè ha, hồng nè ha, 4.000 đồng một chai. Cham nè, có ông, bà, kem và pony. Đó, tất cả đều là 5.000 đồng một cham. Có cham ông bà là 6.000 nha. Nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay thì cham ông bà cũng chỉ còn có 5.000 thôi đó mấy em. Đó, Porac 5.000 đồng một bịch ha. Tuyết 8.000 đồng một bịch. Pom pom 5.000 một bịch. Và đây bạn đó có đặt là một bộ đồ thủy thủ luôn nha mấy em. Áo là 50.000, váy là 50.000. Tổng của cái bộ này là 100.000 đồng. Áo thủy thủ nè ha, có nơ nè, có hình rất là dễ thương. Váy thì xếp ly, cái này từ 52 cho tới 25kg là mặc vừa ha. Còn váy thì vòng eo là phải từ 72 đổ lại thì mới mặc vừa nha mấy em. Phạm Quỳnh Anh ơi, đã đến đơn hàng của Quỳnh Anh, 304.000. Có nốt TTS 40.000 đồng nha. Sau đó thì đến nhẫn BTS nè, đó, hai chiếc màu đen và bốn chiếc màu trắng nha, bốn chiếc inox nè, đeo rất là thời trang luôn. Đây mấy em xem nè ha, thì như vậy là mỗi một chiếc như vậy là 5.000 đồng, mỗi một chiếc là 5.000 đồng. Vòng tay bằng nhựa có chữ ký trắng đen 8.000 đồng một cái ha. Huy hiệu của nhóm BTS. Đây,
Đó, rất là đẹp luôn. 8.000 đồng một cái nha. Vòng tay BTS nè, có chữ và có hình luôn. 15.000 một cái. Bông tai BTS 10.000 đồng một đôi. Bịt mắt 25.000. Móc khóa 20.000. Rồi móc khóa thẻ hình là 15.000 đồng. Tuyết 10.000 đồng một bịch. Rồi đến là sắp hình. Sắp hình dáng nè, rất là dễ thương, 25.000. Còn đây là Huỳnh Ngọc Bảo Vi, đơn hàng 120.000 đồng. Và đây chính là hình dáng nhỏ của nhóm Blackpink nha, nhóm Blackpink, nhóm nhạc nữ nè, Hàn Quốc. Rất là dễ thương. Rồi có cả nhóm nam nữa nè mấy em. Thì là mỗi nhóm như vậy là một shop như vậy là 25.000. Bên trong có rất là nhiều hình khác nhau đẹp. Phụ kiện 5.000 ha. Rồi bộ đồ cho búp bê đi chơi đó là kiểu lá sen và quần trắng. Đây kiểu áo lá sen và quần trắng rất là đẹp nha. Sành điệu nữa. Còn đây sẽ là đơn hàng của Nguyễn Xuân Yến Trang 154.000. Đầu tiên sẽ là một cái áo thủy thủ trắng 50.000 đồng nha. Có hình mặt cười nè. Từ 25 tới 52kg là mặt vừa nha mấy em. Rồi đến là ba lô BTS màu đen 55.000. Huy hiệu 8.000 và vòng tay nhựa cũng 8.000 luôn. Lê Nguyễn Ngọc Châu ơi, đã đến đơn hàng của em 87.000. Có 3 vòng tay nhựa nè, mỗi vòng là 8.000 đồng ha. Tiếp theo là hai cái thẻ hình. Thẻ hình của nhóm BTS mà có kèm theo là móc khóa nữa nha. Đó, 15.000 một thẻ thôi. Còn đây thì là đơn hàng của Nguyễn Quỳnh Xuân Phương 173.000. Có hộp nhẫn 140.000 đồng, các em thấy không? Đó, có hình cỏ may mắn, rồi nơ, rồi hoa, rồi nè ha, trái tim đồ nữa, 140.000 đồng. Úi cha, cái hộp để chị lau cho nha. Rồi đây ha, nó có cái nắp đậy như thế này rất là đẹp. Tiếp theo, Dư Hải Uyên, đơn hàng 108.000. Wow, bạn đặt thích 3 cái bịt mắt luôn nha. Và bịt mắt PT21. Và đây chị đã đổi lại cho em là 3 cái bịt mắt PT21 luôn nha. Đây, 3 kiểu khác nhau luôn, rất là đẹp luôn. Mỗi cái là 25.000 ha. Đó, rất là xinh. Đào Thị Quỳnh, đơn hàng 224.000 của Quỳnh nè Quỳnh ơi. Có vòng tay nhựa BTS 8.000 màu đen, huy hiệu BTS 8.000 luôn. Hình dáng nguyên một sắp như thế này ha. Thì là 25.000 đồng. Sau đó thì là 5 cái lắc tay BTS. Ở đây là 2 cái nè. 3 nè. 4 nè. Và 5 nha. Mỗi cái là 15.000 đồng. Dây chuyền thì chúng ta cũng có là 5 cái luôn. 2 3 4 và 5 nha. Mỗi dây như vậy là 15.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hải Liên 88.000 đồng. Bạn đặt là 4 cái whisky loại 12.000. Đó, đầu tiên là có bánh donut nè. Rồi đến là có bạn cá nè. Rồi đến là có bánh sò nè. Và đến là cây kem que nha. Mỗi cái là 12.000. Đây, chị quay rất kỹ cho các em xem nó có những cái lỗi nhỏ như thế nào ha. Đó. Đây, bình thường thôi nha. Những cái lỗi của whisky như thế là bình thường thôi nha. Các em xem video nhiều thì đã biết đúng không? Tiếp theo là đơn hàng của chị Hương 75.000. Có bông tai BTS 10.000 đồng, bóp viết BTS là 35.000. Rồi đến là Trần Thị Thanh Hiền, đơn hàng 111.000. Và do là đơn hàng của bạn Thanh Hiền á, là cái hộp bóp BTS đợt này là nó bé hơn nha. Nó bé hơn mấy cái đợt trước một chút xíu. Cho nên là chỉ có 35.000 thôi, chị chỉnh giá lại là 106.000 nha. À, thì đầu tiên là chị Trần Thị Thanh Hiền có đặt hai chiếc nhẫn cho bé, mỗi chiếc là 5.000 đồng. Với cái cm của chiếc nhẫn này á, thì nó là đây ha, của nó là 1.6 mm. Đó, nó là 1.6 mm, có nghĩa là nó là 1.6 cm, nó lộn nha, 1.6 cm. Còn cái nhẫn mà 2 cm thì không có nha. Nếu như mà bé lớn quá thì có thể là đeo vô cái ngón út nha. Đeo vô ngón út thì ngón út chắc là sẽ vừa ha. Đó. Chiếc nhẫn này thì chỉ có là 1.6 cm thôi nha. Đó, hai chiếc, mỗi chiếc là 5.000 đồng. Rồi đến là vòng tay trắng đen 8.000 đồng một chiếc, dây chuyền nè. 15.000 đồng một chiếc, mặt tròn ha. Rồi bóp BTS là 35.000. Đây, bóp viết BTS. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Bích Hải 101.000. Có ba lô BTS đen 55.000 đồng nha.
Rồi đến là hai cái vòng tay nhựa đen trắng, mỗi cái 8.000. Và bây giờ là đơn hàng của chị Thu Thủy 80.000 đồng. Đó là hai sắp hình dáng nha. À, hình sắp hình của BTS. Đó, mấy anh chàng BTS. Còn bên đây là mấy cô nàng nhóm Blackpink. Đó, rất là dễ thương. Mấy anh thấy không? Cả hai nhóm đều đẹp hết nha. Thì đây, 25.000 đồng một sắp nha mấy em. 25.000 đồng một sắp. Ở bên trong không biết là chắc là dễ thương lắm ha. Nè, hình này mấy em xem nè, rất là đẹp luôn ha. Mặc đồ rất là stin. Và đơn hàng vừa rồi cũng đã kết thúc phần kiểm tra đơn hàng ngày 22 tây tháng 10 năm 2018 của chị. Thân ái chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu bạn nào muốn đặt hàng thì nhớ xin phép ba mẹ, sau đó gọi 0937899707 hoặc nhắn tin Facebook bé Úc Chibi 0937899707, không có chữ shop ở đầu nha. Bye bye. Chúc các em thật là vui và chọn được cho mình một đơn hàng dễ thương nhất, cũng như là xem những gợi ý này để mai mốt mình muốn mua đồ mình có thể mua giống như một cái đơn hàng nào đó chẳng hạn, đúng không? Chúc các em thật là vui vẻ, hạnh phúc, gia đình luôn yêu thương nhau nha.